Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng Giêng dương lịch năm 2013. Chúng ta đang ở trong thiền đường Trăng Rằm, chùa Tử Nghiêm Xóm Mới, lần mai trong khóa An Cư Kết Đông 2012-2013. Trong cái mùa an cư năm nay, chúng ta có nhấn mạnh tới cái sự thực tập là không có suy nghĩ trong khi đi. No thinking while walking. Có thể là có người nghĩ rằng cái chuyện này hơi khó. Không nói chuyện, coi vậy mà nó dễ hơn. Nhưng mà không suy nghĩ thì nó hơi khó. Nhưng mà thực ra nếu mình biết cách thì nó không khó. Mình biết rằng cái suy tư của mình nó kéo mình đi. Nó kéo mình đi về quá khứ hay là kéo mình đi về tương lai. Và mình cũng có mặt ở tại đó. Bởi vì vậy cho nên mỗi bước chân của mình nó không có chạm được vào mặt đất của thực tại. Không phải là mình kỳ thị cái tư duy. Không phải tư duy là cái gì xấu. Nhưng mà tại vì phần lớn những cái tư duy của mình gọi là tà tư duy, là wrong thinking. Nó không có giúp cho mình có mặt thật sự trong giờ phút hiện tại để mình có thể sống đời sống của mình cho nó sâu sắc. Nếu mà mình thực tập chánh tư duy á, thì có sao đâu. Trong khi mình đi mà nếu mà có chánh tư duy á, thì cái chánh tư duy đó nó giúp cho mình có mặt thật sự trong giây phút hiện tại và để mình có thể tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại. Cho nên đây không phải là mình kỳ thị tư duy, mà mình nghĩ rằng tại vì phần lớn những tư duy của mình là tà tư duy, cho nên mình không có muốn tư duy nữa. Mà cái tư duy của mình là nó tự động, nó là radio non-stop thinking, NST. Và nó ra rả cả ngày, nó phát thanh ra rả cả ngày. Nó không có cho mình làm ăn cái gì nữa hết. Cho nên ngừng lại. Thì trong cái khi mà mình đi, nếu mà mình muốn chấm dứt tư duy, thì mình để ý tới cái cảm thọ, tức là cái feeling. Mình có thể để ý tới những cảm thọ và mình tiếp xúc với những cảm thọ mình đang có. Và mình ở với cảm thọ, mình ôm lấy cảm thọ, mình tiếp xúc với cảm thọ một cách sâu sắc thì mình có thể chấm dứt được cái tư duy. Và cảm thọ đây nó cần có cái gọi là như lý tác ý. Tức là mình có thể có nhiều cảm thọ trong cùng một lúc, nhưng mà phải chọn cái loại cảm thọ nào nó đem lại cho mình cái bình an, cái hạnh phúc. Ví dụ như là mình biết rằng trong cái cơ thể của mình nó có rất là nhiều cái màu nhiệm, như là hai lá phổi của mình cũng rất màu nhiệm, trái tim của mình cũng màu nhiệm, và hai cái chân của mình cũng rất là màu nhiệm, là mình đang bước đi. Nhờ có hai chân vững vàng cho nên mình đang bước đi. Có những người không còn bước đi được nữa, họ đang ngồi trên xe lăn, hoặc là họ đã chết rồi. Và trong khi đó mình có hai chân còn khỏe, mình đang bước đi trên mặt đất, thì đó là một cái rất là mầu nhiệm. Có hai chân vững và để bước đi những bước thảnh thơi trên mặt đất, đó là một cái chuyện rất là mầu nhiệm. Thì cái đó không cần suy tư, không cần tư duy, mình chỉ cần để ý tới nó và mình cảm thấy cái sự có mặt của hai chân mình.
thấy hai chân mình nó tiếp xúc được với những cái màu nhiệm của sự sống, và không những ở xung quanh, ở dưới đất, ở trên trời, mà nó tiếp xúc được những cái màu nhiệm ở trong cái cơ thể của mình. Thì trong khi đó thì mình sống với những cái cảm thọ, những cảm thọ dễ chịu, những cảm thọ lành mạnh, những cảm thọ tươi mát, nó có thể nuôi dưỡng mình, nó có thể trị liệu cho mình. Và bước từng bước đi như vậy thì mình có hạnh phúc trong từng bước đi. Vì vậy cho nên thiền đi mà nói cho nó đúng nghĩa là thiền hạnh phúc. Tức là mỗi bước chân đều cho mình hạnh phúc hết. Và còn nếu trong khi mình đi, mình bị cấm cản, không được nói này, không được suy tư này, mất hết tự do này, thì đi như vậy là đi trong khổ đau, đi trong thế giới của địa ngục. Không có đáng để mình đi thực tập. Đi như thế nào để mỗi bước chân nó đem lại niềm vui, đem lại hạnh phúc thì mới được. There is no way to happiness. Happiness is the way. Ta đã phải khéo mới được. Mỗi bước chân phải khéo mới được. Và vì vậy cho nên trong giây phút hiện tại, mình phải để tâm mà tiếp xúc với những cái màu nhiệm của sự sống có trong mình và xung quanh mình. Mình có tiếp xúc được với mình không? Đức mẹ không phải là ở dưới chân mà thôi. Đức mẹ là ở trong không khí của mình thở. Đức mẹ là cái bầu khí quyển. Nó che chở cho tất cả mọi hình thức của sự sống. Và mình có tiếp xúc được với những cái đó không? Những cái đó vô cùng quý giá. Và đất mẹ ở trong mình. Mình là đất mẹ. Chứ không phải mình là một cái gì ngoài đất mẹ. Và nếu mình là đất mẹ, thì mình tham dự vào cái sự bất sinh bất diệt của đất mẹ. Mình sẽ không bao giờ chết. Thành ra cái tiếp xúc như vậy nó đưa tới cái tuệ giác. Và cái tuệ giác đó nó lấy ra khỏi cái sự sợ hãi, sự lo lắng. Thành ra thiền đi là một cái thực tập rất là sâu. Mà lần mai là chú tâm tới thiền đi rất nhiều. Thiền ngồi là một hình thức thực tập thôi. Còn thiền đi là mình để thì giờ để đi nhiều hơn là để ngồi. Trong khi đi á, thì mỗi bước chân mình phải có tính vững chãi và có tính thảnh thơi. Vững chãi, solidity, nghĩa là không có bị quá khứ nó lôi kéo. Mình có tự do đối với quá khứ. Mình không bị những cái đau buồn của quá khứ nó trấn ngự. Và mình không có bị tương lai nó lôi kéo. Và tương lai nó không có thể trấn ngự mình. Mình không có sợ hãi, mình không có lo lắng về tương lai. Và cái vững chãi là nó như vậy. Vững chãi, solidity, có thể bất động. Bất động tức là không có cái gì lay chuyển được. Unshakable. Bất động nghĩa là không có cái gì lôi kéo được. Nothing can pull you away. Dù cái đó là quá khứ hay trong tương lai. Mình là mình. Mình có chủ quyền. Mình có sovereignty. Tức là mỗi bước chân nó làm cho mình có vững chãi. Mình không bị quá khứ nó lôi đi. Mình không bị tương lai nó lôi đi. Mình không có bị những cái thương tiếc, hối hận của quá khứ nó trấn ngự. Nó đau thương quá khứ nó trấn ngự. Mình được tự do đối với quá khứ. Mình không bị những cái lo lắng, những cái sợ hãi về tương lai nó trấn ngự. Vì vậy cho nên mình có tự do. Vì vậy cho nên vững chãi, bất động có nghĩa là mình có chủ quyền. Mình có chủ quyền trong giây phút hiện tại.
Và solidity là một cái gì có thể có trong từng bước, trong từng bước chân. Trong mỗi bước chân nó có cái tính bất động, nó có tính cách vững chãi. Các bạn có thể chế tác ra cái tính vững chãi trong từng bước chân. Và một vị Bồ Tát đi là đi như vậy, mỗi bước chân đều có tính vững chãi. Còn cái kia là freedom. Hai cái này nó đi với nhau, tự tại. Ishvara, tự tại, nghĩa là không có bị nô lệ, có rất nhiều không gian. Và nếu mình vững chãi được, mình không bị lôi kéo bởi quá khứ và bởi tương lai. Mình không bị lo lắng, sầu khổ hay là sợ hãi. Thì mình có rất là nhiều không gian. Cái không gian đó gọi là tự tại. Tự do này không phải là tự do chính trị, mà tự do đối với những cái lo lắng, sầu khổ. Và có vững chãi thì sẽ có thanh thơi. Và nếu có thanh thơi, có tự do thì nghĩa là mình đã có sự vững chãi rồi. Cho nên mỗi bước chân là phải có hai cái chất liệu đó, vững chãi và thanh thơi, đi như thế nào để mình an trú trong giây phút hiện tại. Và mỗi bước chân tiếp xúc được với cái mồ nhiệm sự sống. Và như vậy mỗi bước chân nó có cách nuôi dưỡng, mỗi bước chân nó có cách trị liệu. Và mỗi bước chân là một phép lạ. Một phép lạ, a miracle, là tại vì trong giây phút hiện tại mình thấy rằng mình đang đi trên cái hành tinh mầu nhiệm này. Và nổi cái ý thức đó, nổi cái sự giác ngộ đó là cho mình rất nhiều hạnh phúc. Có những người họ sống 100 năm, nhưng mà có thể là họ chưa bao giờ được đi những bước chân như vậy. Và bây giờ mình thực tập, mình đi được những bước chân như vậy. Ví dụ như khi mình đậu xe ở cái parking, rồi mình đi lên văn phòng của mình, đi tới chỗ mình làm việc, thì lúc đó mình có thể đi như vậy. Đi mỗi bước như thế nào để có vững chãi, có thanh thơi, hoàn phúc, đó là một cái sự thách thức, đó là một cái challenge. Và mình có thể làm được, tại vì mình có đủ điều kiện để làm cái đó. Mình có hai phổi, hai lá phổi, mình có không khí, mình có hai chân, mình có điều kiện để đi những bước chân như vậy. Và mình, nếu mình đi được một bước, có vững chãi, có thanh thơi, có hạnh phúc, nghĩa là mình có thể đi được 10 bước, hay là 20 bước. Và chuyện đó mình có thể làm liền. Và càng tập mình đi càng hay. Trong kinh có nói rằng là tính vững chãi và tính thanh thơi là hai tính căn bản của Niết Bàn. Mà nếu mình có hai cái đó trong từng bước chân, là mỗi bước chân mình dẫm lên Niết Bàn và mình đi. Niết Bàn không phải là một cái gì trừu tượng, nó nằm ở một phương trời khác, hay là nó nằm ở trong cái tương lai nào đó, mà nó có mặt hiện thời trong giây phút hiện tại. Và với hai chân của mình có thể tiếp xúc được với Niết Bàn. Tại vì hễ có vững chãi, vì hễ có thảnh thơi là có Niết Bàn. Niết Bàn được diễn tả bằng nhiều cái danh từ rất là hay. Trước hết là sự lắng dịu. Sanh tam Niết Vanam, tức là Niết Bàn là sự tĩnh lặng, sự lắng dịu. Peace, không có, nó có sự an hòa, lắng dịu. Peace, nó có nghĩa là thanh lương, nó có nghĩa là mát. Tức là những cái ngọn lửa đốt cháy mình, nó không còn nữa. Ngọn lửa của hận thù,
ngọn lửa của lo sợ, ngọn lửa của nghi ngờ, ngọn lửa của tham dục. Nó không còn đốt nữa, nó cháy, nó tắt rồi. Những ngọn lửa đó, nó tắt rồi. Thì cái đó gọi là Niết Bàn. Extinction. Extinction of afflictions. Sự tắt ngấm của những cái ngọn lửa phiền não. Thì Niết Bàn được như vậy. Bởi vì cho nên mình có thể sống được Niết Bàn, tiếp xúc được với Niết Bàn trong từng hơi thở của mình, trong từng bước chân của mình. Cho nên thiền đi nó là một phương pháp thực tập rất sâu, chứ không có hời hợt như là mình tưởng. Niết Bàn là sự thật. Là sự thật. The truth, le vrai. Trong đạo Bụt mình được học về ba pháp ấn, là ba cái dấu ấn về sự thật. Dấu ấn trước hết là vô thường. Vô thường là sự thật. Không có ai có thể chối bỏ được cái sự thật đó. Vậy cho nên sự thật là vô thường. Vô thường là sự thật. Sự thật thứ hai là vô ngã. Vô ngã nghĩa là không có một linh hồn bất diệt. Không có một cái gì thường hằng bất diệt hết. Có thể có những cái dòng liên tục. Nhưng mà những dòng liên tục đó luôn luôn chuyển biến như một dòng sông. Hôm qua mình thấy dòng sông Mạc đó. Và hôm nay mình tới, mình cũng thấy dòng sông Mạc. Mình nghĩ dòng sông Mạc là một cái gì, nó luôn luôn là nó. Nó thường hằng, nó vĩnh cửu. Và 20 năm sau mình trở lại thì mình vẫn thấy dòng sông Mạc nó còn đó. Và mình tưởng là dòng sông Mạc là một cái gì vĩnh cửu. Nhưng mà kỳ thực á, theo vô thường thì dòng sông Mạc cũng chuyển biến trong từng giây phút, từng sát na. Và hết cái gì vô thường, có cái gì có chuyển biến là cái đó không có cái sự không có cái tính thường tại, permanence, không có tính thường tại bất diệt. Thì nhìn vào dòng sông Mạc cho kỹ thì mình thấy các loài sinh vật ở trong nước đó cũng sinh diệt. Và những cái giọt nước trong đó là bây giờ không phải là những cái giọt nước của ngày hôm qua. Nó đổi thay hết. Thành ra bên ngoài nó có cái dòng liên tục, một cái continuum, một cái series. Tiếng Phạn gọi là santati, santati. Có những cái dòng liên tục, nhưng mà không có cái gì trường cửu bất diệt hết. Thì tâm thức mình cũng vậy. Tâm thức mình là một cái series của những sát na tâm thức, có những cảm thọ, có những tri giác. Nó liên tiếp, nó nối tiếp nhau. Nhưng mà không có cái gì nó trường cửu bất diệt hết. Cái đó gọi là vô ngã. Và nếu chúng ta tin rằng có một cái linh hồn bất tử, thì chúng ta rơi vào một cái
tà kiến, gọi là thường kiến. Thường kiến, wrong view of eternity. Nếu chúng ta nghĩ rằng sau khi chúng ta chết á, là chúng ta vẫn còn, và chúng ta vẫn còn hoài, không có thay đổi gì hết, có một linh hồn bất tử, thế đó gọi là thường kiến. Cái đó là một cái wrong view, một cái tà kiến, nó không phải là sự thật. Trong khi đó, vô ngã mới là sự thật, là không có một cái thực thể thường tại bất biến. Còn nếu chúng ta nghĩ rằng sau khi chết không còn gì nữa hết, thì cái đó cũng là một tà kiến. Cái đó gọi là đoạn kiến. The view of annihilation. Một bên đó là eternalism, một bên là annihilation, đoạn kiến. Thì thường kiến không phải là sự thật, mà đoạn kiến cũng không phải là sự thật. Và trong đạo Bụt á, vô ngã là nó nằm ở trung đạo. Nó không phải là thường kiến, nó không phải là đoạn kiến. Tin vào một linh hồn bất tử mãi mãi là nó là thường kiến, mà tin rằng cái đó sau khi chết không còn gì nữa hết, cái đó là đoạn kiến. Thì đạo Bụt vượt ra khỏi hai cái kiến đó. Cho nên cái sự thật đầu là vô thường, cái sự thật thứ hai là vô ngã. Mà khoa học có thể giúp để chứng minh được cho hai cái sự thật đó. Không có cái gì thường tại hết, tất cả đều thay đổi. Và sự thực thứ ba là Niết Bàn. Vì vậy cho nên nói ba Niết Bàn là sự thật. Ba pháp ấn là vô thường, vô ngã và Niết Bàn. Impermanence, vô ngã. No eternal self, Niết Bàn. Niết Bàn là cái gì mà ở đây gọi là sự thật? Niết Bàn á, tức là cái tính chất thật của tất cả vạn pháp. Các pháp đứng về phương diện hiện tượng thì mình thấy là có sanh, có diệt, có không, có tới, có đi. Nhưng mà nhìn cho kỹ thì bản chất của các pháp là không sanh, không diệt, không có, không không. Những cái phạm trừ tư tưởng như là có, không, sinh, diệt, không có diễn tả được cái sự thật về thực tại. Có tức là being, không là non-being, sinh là birth, diệt là death. Thì khi mình nhìn sơ lược sơ qua một cách cạn thì mình thấy hình như sự vật có khi có khi không, có khi sinh, có khi diệt. Nhưng mà nhìn cho kỹ thì thấy có không sinh diệt là những cái tư tưởng của mình thôi. Sự thật là sự vật nó không có cũng không không, không sinh cũng không diệt. Tại lần mai mình hay nói tới đám mây đó. Đám mây nó không sinh cũng không diệt. Nghĩa là đám mây không phải từ không mà trở thành có. Cái đó là vô sinh. Mình không thể nói rằng đám mây từ không mà trở thành có được. Đám mây nó tới từ một cái gì đó, hơi nước. Vậy cho nên đám mây là vô sinh. Và đám mây không có chết được, tại vì chết tức là từ có mà trở thành không. Mà đám mây không thể nào từ có trở thành không được hết. Đám mây có thể trở thành tuyết, thành mưa, thành nước đá, chứ không thể trở thành không được. Vậy cho nên đám mây
bản chất của đam mê là không diệt, không sinh không diệt. Mà nếu không sinh không diệt rồi thì cái ý niệm không sinh không diệt lấy ra rồi thì cái ý niệm có và không cũng bị lấy ra luôn. Thì nhìn vào đam mê có thể thấy được cái sự thật thứ nhất là vô thường, có thể thấy được sự thực thứ hai là vô ngã, và có thể thấy được sự thực ba là niết bàn. Nghĩa là tính chất không sinh, không diệt, không có và không không. Và niết bàn là sự thực thứ ba và sự thực căn bản. Chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng như đam mê. Bản chất của chúng ta là không có, không không. Có là một tà kiến, không là một tà kiến. Sinh là một tà kiến, diệt cũng là một tà kiến. Và đó là sự thực. Rất hay là tại vì trong khoa học người ta cũng đã tìm ra được niết bàn. Và trong cái luật thứ nhất của đồng nhiệt đó, the first law of thermodynamics đó, người ta nói rằng vật chất và năng lượng không sinh cũng không có diệt. Vật chất năng lượng mình có thể tạo ra được và mình có thể tiêu diệt được. Và nhà khoa học Antoine Lavoisier có nói một cách rất rõ là rien ne se crée, rien ne se perd, nothing is created, nothing can die. Đó là cái tính niết bàn đó. Vật chất cũng như năng lượng nó luôn luôn chuyển biến. Lavoisier nói là tout se transforme. Và tu sơ tăng sót đó là vô thường. Đó là sự thực về vô thường. Mình có thể tạo ra vật chất mới được. Vật chất có thể trở thành một vật chất dưới một hình thái khác. Hoặc vật chất có thể biến thành năng lượng. Nhưng mà vật chất không có chết được. Và năng lượng cũng vậy, năng lượng không có thể chết được, năng lượng chỉ có thể thành ra một năng lượng khác. Mình có thể transfer năng lượng, nhưng mà vẫn có thể destroy năng lượng. Và năng lượng trở thành năng lượng, và năng lượng trở lại thành vật chất thì được. Nó đi luân hồi, nó đi luân hồi. Luân hồi là như vậy, transmigration hay rebirth là nó như vậy. Không có cái gì là thường, không có cái gì là ngã, không có gì là sanh, không có gì là diệt. Trong một cuộc thí nghiệm hóa học á, một cái phản ứng hóa học, mình để mấy cái chất hóa học vào trong một chỗ thì nó có cái phản ứng. Rồi mình thấy giống như là có một cái chất hóa học nó không còn nữa, giống như là nó diệt. Kỳ thực là không có diệt. Tại vì nếu mình đếm các nguyên tử của các chất, mình đếm hết các nguyên tử của các chất trước khi làm ra cái phản ứng hóa học đó, thì cái số lượng các nguyên tử đó khi mà đi vào cái phản ứng và khi đi ra khỏi phản ứng thì cái số nguyên tử đó nó bằng nhau, không có cái gì mất hết. Và vì vậy trên khoa học cũng đã theo cái cách của nó khám phá ra được cái tính không sinh không diệt của thực tại. Và cái đó có thể thấy được, nhưng mà hơi khó thấy, nhưng mà nó có bản chất của thế giới, của thiên nhiên, của vật thể là không sanh cũng không diệt. Mà nếu không sanh không diệt á thì nó cũng không có không không. Tại cái ý niệm của về sinh diệt á, nó tạo ra ý niệm có không. Tại vì sinh á, nó có nghĩa là từ không mà trở thành có. Mà trên thực tế không có cái gì từ không trở thành có hết. Và trên thực tế không có cái gì có mà trở thành không hết. Vì vậy cho nên thực tại nó vượt thoát ý niệm sinh diệt có và không. Và cái đó là niết bàn. Niết bàn là bản chất, là sự thật về mình và về thế giới.
mà tiếp xúc được với Niết Bàn thì không còn sợ hãi. Sợ hãi cái gì? Sợ hãi có, không, sợ hãi sinh gì. Mà Niết Bàn mình có thể tiếp xúc được bằng cái hình hài của mình, bằng cái bước chân của mình, bằng cái hơi thở của mình. Không phải là một cái gì trừu tượng. Cũng như vật chất và năng lượng, nó là Niết Bàn đó. Tại vì bản chất của nó là không sinh, không diệt, không có, không không. Cho nên trong đạo Phật người ta đưa ra ba pháp ấn, là ba cái dấu ấn nói về cái thực tại. Dấu ấn trước tiên là vô thường. Khoa học cũng phải công nhận cái sự thật thứ nhất đó là tất cả đều vô thường. Dấu ấn thứ hai là vô ngã. Khoa học cũng phải công nhận là không có cái gì thượng tại, bất biến, tất cả đều thay đổi. Trong câu nói của Lavoisier nó rất rõ, tu sư tăng phòng. Và sự thực thứ ba là Niết Bàn, khoa học cũng phải công nhận. Cái luật gọi là la loi de la conservation de l'énergie de la matière, nó là tiếng nói của khoa học. Nó là cái affirmation của khoa học về cái tính không sinh, không diệt của vô thực tại. Nhưng mà khoa học đã không có biết áp dụng cái thấy đó vào trong đời sống hàng ngày, đời sống tình cảm. Chỉ có thể áp dụng được vào trong cái technology để chế tác những cái đồ dùng thôi. Chứ còn nếu mà áp dụng được vào trong cái thấy, vào trong cái đời sống hàng ngày của mình thì có thể vượt thoát những cái lo lắng, sầu khổ. Tại nhà khoa học trước khi chết cũng sợ hãi lắm. Sợ hãi cái gì? Sợ hãi mình sẽ trở thành hư vô. Nhưng mà sự thật thì không có cái gì có thể trở thành hư vô được hết. Trong kinh Tương Ưng Bộ, tức là Samyutta Nikaya đó, có một đoạn nói về Niết Bàn và kể ra những cái tên của Niết Bàn. Và đây mình nói một vài chữ thôi, một vài tên thôi. Cái tên thứ nhất của Niết Bàn là sự thực. Tên thứ hai của Niết Bàn là bờ bên kia. Param, cái này là sắc cam. Còn cái bờ bên kia là Param. Bờ bên kia là gì? Bờ bên kia là chấm dứt cái sự lo lắng, chấm dứt sự sầu khổ. Là nó có vững chãi và nó có thảnh thơi. Còn bên này, bờ bên này là bờ mà anh đang đứng đó. Là bờ có lo lắng, của sầu khổ, của giận hờn. Và nếu anh biết cách đó, nếu anh biết cách đó, thì anh rời cái bờ bên này đi sang bờ bên kia trong chốc lát. Anh đang thất niệm như vậy, anh đang sầu khổ như vậy, anh thở vào một hơi, anh tiếp xúc với những màu nhiệm của vũ trụ, anh buông bỏ quá khứ, anh buông bỏ tương lai, anh có tự do, thì anh bước qua bờ bên kia rồi. The Adasho, Niết Bàn là The Adasho. Mà cái bờ bên kia là nó đang có mặt đó cho chúng ta bất cứ trong giờ phút nào. Tại vì anh không có bước, muốn bước qua. Nếu anh muốn bước qua thì nó có liền để cho anh bước. Anh đang sầu khổ, anh đang lo lắng, anh đang giận hờn, anh muốn bước qua bờ bên kia thì anh bước được. Chỉ với một cái ít niệm, một ít chánh niệm, một ít tuệ giác là anh bước qua được liền. Ví dụ anh đang giận, anh đang giận người yêu của anh. Anh muốn nói một câu gì để cho người đó khổ, cho biết tay. Anh muốn đang làm khổ người đó. Và anh nghĩ rằng là làm khổ người đó thì anh sẽ đỡ khổ hơn. Thực ra nếu người đó khổ, anh còn khổ hơn nữa. Và anh có biết là anh đang đứng ở bên bờ này mà.
bờ của giận hơn, bờ của dại dột mà. Và lúc đó nếu anh nghe một tiếng chuông, anh trở về hơi thở, anh thở như vậy, nó lắng xuống, anh thấy rõ ràng mình đang dại dột, mình đang khổ và mình đang sắp sửa làm cho người yêu của mình khổ. Đó là một sự dại dột vô cùng. Và anh có sự tỉnh thức, nó có cái wake up trong cái giây phút đó. Thì thở vào có chánh niệm là mindfulness. Và khi mà có mindfulness thì có concentration. Có niệm thì có định. Và có định thì có tuệ. Tuệ là cái gì? Tuệ không phải là cái gì xa xôi lắm đâu. Tuệ là cái thấy rằng mình đang dại dột, mình đang làm khổ mình và mình đang làm khổ người yêu. Mình sống ở trên này được mấy năm mà làm khổ nhau như vậy. Thì thấy được như vậy là tuệ. Mà có tuệ là vượt qua bởi bên kia liền lập tức, gọi là prajna paramita. Prajna là trí tuệ. Trí tuệ vượt qua bờ liền lập tức. Mà anh phải biết niệm và định thì anh nhảy qua bờ bên kia rất là dễ. Tại cái đó là tuệ. Vì vậy cho nên Niết Bàn là bờ bên kia. Mà bờ bên kia không phải là anh chết rồi mới có bờ bên kia. Bờ bên kia đang có đó cho anh. Anh dại dột, anh cứ ở bên bờ bên này hoài. Niết Bàn là bất khả tư nghị. Unthinkable. Anh có thể quan niệm được, anh có thể luận nghị được, bàn tán được. Tại vì Niết Bàn là cái sự thực không sanh không diệt. Không có một cái danh từ nào có thể diễn tả được Niết Bàn. Tại vì Niết Bàn, những cái ý niệm như sanh, diệt, có, không, còn, mất, đi tới, đều không có diễn tả được Niết Bàn. Nó là tự do tuyệt đối. Nó tương đương với là God. God đây không phải là một con, dưới hình thức một con người, mà là cái bản chất, là cái tự tánh của vạn sự vạn vật. Thì bên Cơ Đốc giáo họ có cái danh từ là resting in God. Resting in God. Tức là mình phải ở luôn bờ bên kia, đừng có ở bên này, bờ bên này làm gì. Tại vì God là cái không sinh, không diệt, không có, không không. Mà nếu mình tiếp xúc được với cái đó thì mình vượt thoát được tất cả mọi sự khổ. Cũng như là một cái đợt sóng trên biển cả, nó có lên, nó có xuống, nó có sợ hãi, nó có lo lắng, nó sợ hãi về cái sự trường sinh diệt có và không. Nhưng mà nếu nước á, nó có tuệ giác, nước mà nó biết trở về với nó khám phá rằng nếu mà đợt sóng nó có tuệ giác thì nó biết rằng nó trở về với nó, thì nó biết rằng nó cũng là nước, nó là sóng nhưng nó cũng là nước. Sóng thì có thể có sinh có diệt, có cao có thấp, có còn có mất, nhưng mà nước thì không có sinh diệt, có không còn mất. Vậy vậy cho nên cái giây phút mà đợt sóng nó biết nó là nước rồi thì nó vượt tất cả mọi sợ hãi. Nó là resting in water. Đây mình nói resting in God, còn the wave is resting on water. Nếu mà sóng biết nó là nước thì nó đang ở bờ bên kia. Mà nếu sóng chỉ biết nó là sóng thôi và nó đi tìm nước thì lúc đó nó không có tiếp xúc được với cái bản chất thật của nó. Tại vì Niết Bàn là bản chất thật của mình, là không sinh, không diệt. Bất khả tư nghị là mình không có thể lý luận được, mình không có thể diễn tả được bằng ngôn ngữ và khái niệm. Gọi là bất khả tư nghị. Tư tức là thinking, unthinkable. Nghị tức là undiscussable. Nghĩ tức là bàn cãi.
an ổn, khiêm an. Cái chỗ đó an toàn nhất, tại vì nó là cái tính bất sinh bất diệt. Nó là hải đảo. Nó là hải đảo Dipa. Chúng ta có một cái vùng rất là an ninh. Ở đó chúng ta không có sợ hãi. Và cái hải đảo đó nó nằm ở trong tự thân. Cái năm mà Đức Thế Tôn sắp nhập diệt á, thì Ngài sợ cho đệ tử của Ngài không có chỗ nương tựa. Họ sẽ đau khổ, họ thấy rằng là thầy của mình không còn nữa. Cho nên Ngài mới đi xung quanh thành phố Vaishali và Ngài thuyết pháp, những cái bài thuyết pháp rất là ngắn. Và Ngài nói rằng, này quý vị, đệ tử của tôi, quý vị đừng có nương tựa vào bất cứ cái gì khác, vào một người nào khác. Hãy nương tựa vào cái hải đảo trong tự thân. Nương tựa vào Pháp. Đừng có nương tựa vào người khác, dù người đó là Phật. Tại vì Pháp là luôn luôn mình có ở trong này, hải đảo là luôn có ở trong này. Và cái chỗ để trú ẩn an toàn nhất là cái hải đảo ở trong tự thân. Và Niết Bàn được diễn tả như một hải đảo rất là an toàn. Hãy tự mình làm cái chỗ, cái hải đảo an toàn để cho mình trú ẩn. Cái đó là Niết Bàn. Nó tương đương với cái resting in God ở bên Thiên Chúa Giáo. Nó có tới mấy chục cái tên như vậy, nhưng mà đây mình chỉ học độ chừng 5-6 cái thôi. Thì mùa đông năm nay á, mình có đưa ra một cái câu mới là không có đường nào đi tới Niết Bàn cả, tại vì chính Niết Bàn đã là con đường rồi. Đứng về phương diện gọi là sự thật ước lệ đó, nó có một con đường, nó đưa tới một cái xứ sở gọi là Niết Bàn. Con đường nó khác và Niết Bàn nó khác. Đó là đứng trên phương diện hiện tượng, đứng về phương diện sự thật ước lệ mà nói. Nhưng mà khi mình đi sâu vào, mình nhìn cho kỹ, mình tiếp xúc được với là cái chân lý sự thật tối hậu đó, the ultimate truth đó, thì mình tìm ra rằng là Niết Bàn với là con đường nó tương tức, hai cái là một. Con đường ở đây là con đường Bát Chánh Đạo, đó là sự thật thứ tư của bốn sự thật. Có bốn sự thật là khổ, yêu bi, tập, the cause of yêu bi, the making of yêu bi, diệt, tức là the cessation of yêu bi, và đạo là con đường nó đưa tới cái sự chấm dứt khổ đau. Thì đứng về cái bình diện gọi là sự thực tương đối, thì bốn cái đó là bốn cái khác nhau. Khổ nó khác với diệt, khổ nó khác với hạnh phúc, cái này là Niết Bàn. Và tập nó khác với đạo, nó có một con đường nó đưa tới hạnh phúc, và đây cũng là một thứ con đường nó đưa tới khổ đau.
có hai cặp nhân quả. Đạo ở đây tức là bát chánh đạo, là con đường bát chánh. Nó bắt đầu từ chánh kiến, right view. Và chánh kiến là tức là tuệ, tức là tuệ. Mà chánh kiến nó được làm thành, nó đạt được là nhờ niệm và định, nhờ mindfulness và nhờ concentration. Thì thực tập chánh niệm và chánh định nó đưa tới chánh kiến, tức là nó đưa tuệ. Và khi có tuệ là mình sang bờ bên kia, khi có tuệ là mình tiếp xúc được với niết bàn. Và con đường bát chánh á, nó có niệm định tuệ, rồi nó có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, right thinking, right speech and right action. Nó còn có thêm hai cái nữa là right livelihood và right diligence, tức là chánh mạng và chánh tinh tấn. Thì đây là con đường và đây là hạnh phúc, con đường đi tới hạnh phúc. Nhưng mà khi mình đi sâu vào cái sự thực, mình dùng cái mà gọi là tùy thuận trí đó, the wisdom of adaptation. Thì mình thấy rõ ràng cái diệt và cái đạo, hai cái nó là một. Trên này thì nói có khổ, có tập, có diệt, có đạo. Thì dưới này nói không khổ, không tập, không diệt, không đạo. Bốn cái đó nó không có thể lấy ra khỏi nhau được. Thì cái ví dụ mà Làng Mai hay dùng đó, nó rất là đơn sơ nhưng mà nó rất là hay, là cái tờ giấy này nó có hai mặt, là mặt trái và mặt phải. Và mình thấy rất rõ là cái hai cái mặt trái và mặt phải đó nó tương tức, tức là mình lấy cái này ra khỏi cái kia cũng được. Mình có thể nói rằng anh tới đây anh lấy cái mặt phải anh đi về Paris, còn chị tới đây chị lấy mặt trái chị đem đưa đi về Toulouse. Không có được, hai cái nó có thể lấy ra khỏi nhau. Cái đó gọi là tương tức. Tương tức. Mà không có cái này thì không có cái kia. Thì con đường đưa tới Niết Bàn và Niết Bàn nó cũng vậy. Hai cái nó tương tức. Vì vậy cho nên khi anh tiếp xúc được một với cái này thì anh tiếp xúc được với cái kia. Do đó cho nên mình có thể nói rằng là there is no way to Nirvana. Nirvana is the way. Và khi mình nói như vậy, mình biết là mình đang ở trên bình diện của sự thật tuyệt đối. Năm giới mà mình tiếp nhận trong khi trong cuối mỗi khóa tu là một cái sự biểu hiện cụ thể của con đường này là con đường Niết Bàn. Cái giới thứ nhất là nói về cái chuyện bảo hộ sinh mạng, bảo vệ sự sống. Sự sống không phải của con người mà thôi, mà sự sống của mọi loài, sự sống của trái đất. Tôn trọng sự sống,
sự thực tập bất bạo động, cái đó nó là xương tủy, cốt tủy của đạo Phật, sự thực tập bất bạo động, non-violence. Mình làm việc, mình sinh sống, mình ăn uống như thế nào để đừng gây ra sự tổn hại của các loài, không những các loài động vật, loài người là động vật, loài thực vật, mà đừng có làm tổn hại tới những loài khoáng vật nữa. Animal, plants and minerals. Thì cái đó là sự thực tập giới thứ nhất. Cái giới thứ hai là sự thực tập hạnh phúc chân thật. Làm thế nào để có chân hạnh phúc? Đó là giới thứ hai. Hạnh phúc chân thật không phải là do tiền bạc, giàu sang đem tới, cũng phải là do quyền hành hay là danh vọng đem tới, cũng phải là do sắc dục đem tới. Tại vì có những người họ đi tìm bốn cái thứ đó, họ làm tiêu tán cái thân và cái tâm của họ. Cho nên mình biết rất rõ là hạnh phúc không phải là được làm bằng bốn cái chất liệu đó, mà hạnh phúc là chỗ mình có khả năng hiểu và có khả năng thương hay không, là chân hạnh phúc. Hạnh phúc là khi nào mình biết sống chánh niệm, trong khi đi mình biết cách đi như thế nào để cho có hạnh phúc, mỗi bước chân đều đem tới hạnh phúc. Trong khi ngồi, mình phải ngồi, biết cách ngồi như thế nào để trong khi ngồi mình có hạnh phúc. Trong khi ăn cơm cũng vậy, trong khi nấu bếp cũng vậy, trong khi tắm giặt cũng vậy. Có một cái nghệ thuật nào đó khiến cho mình có thể có hạnh phúc được trong bất cứ giờ phút nào của đời sống hàng ngày. Cái đó là một nghệ thuật, là art of happiness. Đó là cái giới thứ hai, giới hạnh phúc chân thật, true happiness. Và cái đó mình phải học. Và với niệm và với định và với tuệ thì mỗi giây phút của đời sống hàng ngày có thể là một giây phút hạnh phúc được. Khi mình nói chuyện với một người đồng liêu, một colleague, hay nói chuyện với một người khách hàng, hay nói chuyện với một người huynh đệ, hay nói chuyện với là một người qua đường, có cái cách nói chuyện nào đó để khiến cho mình có hạnh phúc và người kia cũng có hạnh phúc. Và cái giới thứ ba là tình yêu chân thật, tình thương chân thật. Thì mình được học rằng cái sắc dục đó không phải là tình yêu. Sắc dục và tình yêu là hai cái khác nhau. Tình yêu chân thật là khi nào có hiểu nhau được, có thấy được những cái nỗi khổ, niềm đau của nhau và có khả năng giúp cho nhau vượt ra khỏi những cái tình trạng khổ đau đó thì gọi là true love. Và cái đó cũng phải học. Và cái đó cũng phải cần tới cái năng lượng của niệm, của định và của tuệ thì mới có thể thương được. Thứ tư, cái giới thứ tư là cái nghệ thuật nói và nghe. Nói và nghe như thế nào để mà tái lập được cái truyền thông, hòa giải được với người kia, với nhóm người kia, đem lại cái niềm tin, cái hạnh phúc cho mình và cho người kia. Thì đó cũng là một nghệ thuật mà cũng cần phải có niệm, có định, có tuệ mới làm được. Và cuối cùng, cái giới thứ năm là tiêu thụ bốn cái loại thực phẩm: đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Tiêu thụ như thế nào để cho thân tâm mình được khỏe mạnh? Thức thực là cái món ăn tâm thức. Đoàn thực là món ăn vật chất.
cơm, bánh mì, rồi là đoàn thực. Xúc thực là những cái gì mình tiếp xúc trong đời sống hàng ngày bằng sáu giác quan. Và có những cái mình tiếp xúc nó làm cho mình khổ đau, bệnh tật, thì mình phải tiếp xúc cho có chánh niệm. Còn tư niệm thực á, tức là cái chí hướng của mình, cái mục đích của đời mình, cái mục đích đó có phải là giàu sang, quyền lực, danh vọng và sắc dục hay không? Hay là muốn cứu đời, giúp người, thì mình phải biết cái nguồn thực phẩm thứ tư đó là có phải lành mạnh hay không. Và cái nguồn thực phẩm thứ tư là thức thực. Nghĩa là mỗi ngày mình có tiêu thụ cái tâm thức cộng đồng của sự giận hờn, của sự tuyệt vọng của những người xung quanh không? Nếu mình tiếp xúc với những người mà chỉ có cái hận thù, chỉ có cái chuyện sợ hãi, lo lắng, buồn khổ, thì một hồi á, mình bị bệnh. Những cái chất liệu hận thù, lo lắng, sợ hãi, bạo động của những người kia từ từ nó đi vào trong thân tâm của mình, rồi một hồi mình cũng bị bệnh. Cho nên mình không có nên ở với những cái nhóm người nó có quá nhiều hận thù, sợ hãi, bạo động. Mình phải tìm cách đi khỏi cái nhóm đó. Cái đó gọi là thức thực. Thức thực. Và khi tâm thức của chính mình cũng vậy. Ở trong tâm thức của chính mình cũng có những cái rất là bổ dưỡng, an lành, nhưng mà cũng có những cái khổ đau, buồn giận ở trong đó. Và nếu mình ngồi yên mà mình cứ để cho những cái lo lắng sầu khổ nó đi lên, và mình cứ ngồi ngậm nhắm những cái đau lo lắng sầu khổ của mình, cái đó là thứ thức thực không có lành mạnh. Mình nhai lại những cái quá khứ khổ đau của mình nhai lại những cái buồn khổ, nhục nhã, giận hờn của mình. Nó có những cái loài động vật gọi là ruminant, là nhai lại. Nó ăn cỏ xong rồi nó nuốt vào một hồi rồi nó vẻ ra, nó nhai trở lại. Thì mình cũng vậy, mình có những cái nỗi khổ, niềm đau, bực tức, giận hờn, rồi mình cứ đưa nó ra, mình nhai lại suốt ngày, thì cái đó không phải là thức thực lành mạnh. Vì vậy cho nên cái giới thứ năm là tiêu thụ. Rồi mình phải biết về bốn cái loại thực phẩm đó. Thì đây là vấn đề nghệ thuật tiêu thụ. Tiêu thụ như thế nào để trái đất mình có một tương lai? Tiêu thụ như thế nào để mình có sức khỏe và những người xung quanh mình có sức khỏe? Thì đó là một cái nghệ thuật. Và cố nhiên là mình phải sử dụng niệm, định và tuệ thì mới có thể như vậy được. Thì năm giới đấy mà chúng ta quỳ xuống để tiếp nhận từ tăng thân đó, là con đường rất là cụ thể. Mà nếu chúng ta thực tập theo đúng năm giới, ở trong đó có niệm, có định và có tuệ, thì mỗi giây phút là có niết bàn hết. Mỗi giây phút là đều có lắng dịu. Mỗi giây phút là đều có hài đau từ thân. Mỗi giây phút là đều có sự an ổn. Và mỗi giây phút là mình có bờ bên kia. Vì vậy cho niết bàn là cái nó có trong hiện tại, mà không phải là một cái cõi hứa hẹn cho tương lai, nó nằm ở một khung trời khác. Ở trong đạo Phật gọi là hiện pháp niết bàn. Hiện pháp niết bàn tức là niết bàn ngay trong giây phút hiện tại. Ditthi Dhamma Nibbana, Drishta Dharma Nirvana, hiện pháp niết bàn. Và ở đây mình sợ là nhiều chữ quá làm cho mình lộn xộn, nên là mình đưa ra có 5 cái tên của niết bàn thôi. 5 cái biểu tượng. Nó là sự thật. Nó là bờ bên kia. Nó là không có nói chơi mà chơi được. Nó cũng giống như là trái kiwi. Nếu mà anh chưa ăn trái kiwi
thì nói cách mấy anh cũng không biết trái kiwi là gì, anh phải tự trực tiếp anh ăn trái kiwi thì mới được. Vì vậy cho nên mình nói bao nhiêu về trái kiwi cũng có giúp cho người kia biết được trái kiwi là cái gì. Chỉ có cái là tặng cho anh ta một trái, bảo anh ta ăn ngay trước mặt mình. Thì Niết Bàn cũng như vậy. Niết Bàn là cái sự lắng dịu, là cái sự an ổn, là cái sự không sợ hãi. Mà chỉ khi nào mình tiếp xúc được thì mình mới biết mà thôi. Cái đó gọi là bất khả tư nghị. Not thinkable, not discussable. Niết Bàn là an ổn và Niết Bàn là hải đạo. Và vì vậy cho nên mình biết rằng nếu mình có Niết Bàn, nếu mình có con đường thì mình có Niết Bàn. Và nếu mình thực tập con đường 24 giờ đồng hồ thì mình có Niết Bàn 24 giờ đồng hồ. Cho nên ở đây mình mới có cái câu là không có con đường nào đi tới Niết Bàn. Niết Bàn chính là con đường. Cho nên thầy là người xuất gia, sư cô là người xuất gia, sư cô có Niết Bàn, có bờ bên kia. Ăn thua là thầy với sư cô có muốn hưởng hay không, có muốn sử dụng hay không. Anh chị là những người cư sĩ, anh chị cũng có Niết Bàn. Nếu anh chị thực tập năm giới cho đàng hoàng thì mỗi giây phút của sự thực tập đó là anh chị có thể tiếp xúc được với bờ bên kia, với cái chỗ an ổn, với cái hải đạo. Và vì vậy cho nên mình nói rằng là Niết Bàn không phải là một cái gì mơ hồ, một cái hứa hẹn, mà cái mình có thể tiếp xúc được, kinh nghiệm được ngay trong giây phút hiện tại. Và bí quyết của nó là năng lượng chánh niệm. Sống có chánh niệm và mình sống chăm chú, mình sống trong giây phút hiện tại có chánh niệm, thì tự nhiên mình có cái thấy đó nó đưa mình sang bên bờ bên kia, một cái bờ bến có an ổn, nó đưa mình vào hải đạo tự thân, mình không có lo sợ nữa. Và chỉ khi mình có được cái đó, có được Niết Bàn trong đời sống hàng ngày của mình, có được sự lắng dịu, có được sự an ổn trong đời sống hàng ngày của mình mới có thể giúp được người kia. Mình mới có thể giúp được người kia. Mình mới có thể giúp được những người kia. Cách đây được chừng gần 30 năm thì có một lần có một người tới, tôi đang ngồi ở phi trường Hawaii, thì có một người tới hỏi thăm là thầy là ai, thầy tu tập theo pháp môn nào. Thì mình hỏi ra thì tại vì ông ấy thấy mình bước đi trên phi trường mà bằng những bước chân thảnh thơi an lạc, và chỉ cần mình đi như vậy thì ông ta cảm thấy được cái năng lượng của sự bình an, năng lượng của cái hạnh phúc. Và ông tới ông hỏi là vì thấy mình đi mà thôi. Thành ra một bước chân của mình đi không những nó đem lại hạnh phúc an lạc cho mình, mà nó cũng có thể đem lại hạnh phúc an lạc cho người khác. Họ tạo ra một cơ hội cho người khác. Thầy nhớ là cái hồi mà mình đi, mà thầy với một phái đoàn đi qua Trung Quốc, thì có lần tới một cái địa điểm du lịch gọi là Ngũ Đài Sơn, ở nơi của Đức Văn Thù Sư Lợi, Vũ Tai San. Thì mình biết rằng con đường leo lên núi Ngũ Đài Sơn là nó cao lắm, có cả ngàn bước như vậy. Và hễ người nào lên trên đó là hết hơi.
Thì phái đoàn của mình gồm có nhiều thầy, nhiều sư cô, một số các cư sĩ. Thì đứng ở dưới chân núi, thầy cho instruction, cho những cái chỉ dẫn về cái cách leo núi, là thở như thế nào và bước thứ nhất như thế nào, thở vào như thế nào, rồi bước một bước như thế nào, rồi thở ra, đưa con người lên và bước chân như thế nào. Và mỗi bước như vậy là phải có niệm, có định và phải có tuệ. Leo Ngũ Đại Sơn như thế nào mà trong mỗi bước đều có định, có niệm, có định, có tuệ và phải có lạc nữa, hỷ lạc nữa. Và cái chuyện đó có thể được, mình biết rằng mình đang được cùng nhau leo lên núi Ngũ Đại Sơn. Và mỗi bước chân là phải có hạnh phúc. Và cái cô hướng dẫn du lịch đó, cô không vừa ý. Tại vì cô đã từng hướng dẫn hàng ngàn phái đoàn du lịch rồi, cô cầm cái cờ. Và cô đi lăng xăng đi trước, rồi cô muốn bắt mình đi leo cho thật mau. Như là cô đang leo thì mình không có chịu, nói chúng tôi không thể đi như vậy được. Ngồi xuống và nhìn xuống cảnh vật ở dưới và thở và mỉm cười. Cô phải bắt buộc phải đi theo, tại cô phải phục vụ hàng chứ. Thành ra tuy là cô hướng dẫn nhưng mà cô bị hướng dẫn. Và cứ bước như vậy 10 nấc thang thì ngồi xuống và nhìn xuống, mỉm cười và thở, nhìn khung cảnh. Càng lên cao thì càng đẹp, càng lên cao thì càng đẹp. Không cần phải tới, mỗi bước là tới rồi. Và đi như vậy đó. Và cô bắt buộc cô phải làm như vậy. Rồi cố nhiên là mình phải ngồi một bên để bên kia du khách họ tiếp tục họ leo. Họ vừa leo họ thở. Mình đi như vậy rất là có hạnh phúc trong từng bước. Và đến khi leo lên rồi á, thì mình khỏe luôn. Rất là khỏe. Thì hôm đó mình có gặp thầy trụ trì. Rồi thầy hỏi, thưa Đại Đức có phải là Đức Văn Thù ở đây không? Thì thầy nói, không phải, tôi là con chó của Đức Văn Thù. Thầy nói như vậy. Tại vì trên đó là phải có Đức Văn Thù, tức là Đức Bồ Tát của trí tuệ lớn. Chiều hôm đó ngồi trên xe bus á, thì cô hướng dẫn viên mới kể lại chuyện cho cái người đồng nghiệp. Cô nói tiếng Hoa và cô nghĩ rằng trong phái đoàn mình không có ai hiểu tiếng Hoa hết. Không dè rằng có một sư cô gốc Hoa và nói tiếng Hoa rất là giỏi, là sư cô Viên Quang. Sư cô Viên Quang báo cáo lại những cái gì cô nói với anh chàng đồng nghiệp. Cái ông thầy này lợi hại thật. Tôi đã từng hướng dẫn hàng ngàn phái đoàn lên như vậy. Mỗi lần lên như vậy là nó mệt đừ. Mà kỳ này lên tới đỉnh núi tôi thấy không mệt gì hết. Ông thầy này thiệt là lợi hại. Cô nói với là cái anh chàng đồng nghiệp như vậy. Cô còn nói nữa. Là tôi đã viết báo cáo ngày hôm nay rồi. Tức là mình đi đâu và mình nói cái gì, mình nói pháp thoại gì, là cô đều phải ghi lại hết để cô báo cáo mỗi ngày. Hướng dẫn viên du lịch phải làm việc chung với những người công an để coi những cái phái đoàn ngoại quốc họ làm cái gì ở đây. Nhưng mà bữa nay tôi chưa nộp đâu. Tôi muốn làm photocopy để giữ lại, tại ông thầy này cũng giảng hay quá. Ông nói về nếp sống hạnh phúc trong giây phút hiện tại hay quá, tôi muốn giữ lại để tôi thực tập. Chắc có lẽ ngày mai tôi mới nạp được. Thì sư cô Viên Quang báo cáo lại như vậy. Thiền đi là nó như vậy.
đi như thế nào để mỗi cái bước chân của mình phải có niệm, có định, có tuệ, rồi có hỷ và có lạc. Và quý vị tới lần mai thì tìm cách như thế nào để có thể đi được như vậy. Không nói chuyện, không có suy tư, đi như thế nào để có hạnh phúc. Và mình tập vài ngày thì cũng có thể làm được. Có một lần đi qua Ý thì phái đoàn lần mai cũng được có một ngày nghỉ để tham quan. Rồi các bạn thiền sinh ở bên đó rất là cưng mình, muốn cho mình được đi tham quan mấy thành phố đẹp như là Venice bên đó. Và họ thuê một cô hướng dẫn viên du lịch rất là giỏi để tới hướng dẫn cho mình. Thì cô hướng dẫn viên cũng hay cắt nghĩa, tại vì cô học rất là nhiều, cô biết cái di tích này lịch sử như thế nào, cô nói thì mình xin với cô thôi đừng nói. Mình chỉ đi thôi và đi chậm thôi. Mình trực tiếp nhìn vào cái đẹp vậy thôi, thì cô cũng rất lấy làm ngạc nhiên. Cô không có hành nghề được. Nhưng mà rốt cuộc cô bị chuyển hóa và cô qua sang làng để cô tu tập. Và cô thọ giới như vậy đó. Rất là hay. Rất là hay. Mình có sư em Đa Nghiêm á, cũng là hướng dẫn viên du lịch đó. Đa Nghiêm với là Thuần Minh á, cái hồi thầy ở trong khóa tu ở tại Colorado trên núi đó, thì nấu cơm cho thầy, có trách vụ nấu cơm cho thầy. Thì như nấu cái món gì thơm quá đi, cho nên cái cabin đó bữa tối có con gấu nó tới nó thăm. Và hai sư cô đang ngủ trong đó tự nhiên thấy có tiếng động. Ai dè con gấu nó làm rách cái cửa lưới đó. Cửa lưới nó vô, tại vì nó ngửi thấy mùi gì rất là ngon. Thầy thì ngủ ở trong cái cabin khác cách đó được chừng 200 thước. Mà hai cô ở trong đó có con gấu nó tới thăm. Và đang em thức dậy hoang hồn, nó có ai mà ban đêm tới, và mình là hai sư cô. Thành ra sư cô mới la lên, ai đó? Thì thấy cái người đó đang đi vào bằng cái cửa sổ. Đi vô bằng cửa sổ. Và người đó rút lui. Thì nhìn cho kỹ thì đó là con gấu hoàng hồn. Rồi hai chị em không có ngủ được nữa. Đó là ở cái trại YMCA ở trên SS Park ở Colorado. Khóa tu năm đó có cả ngàn thiền sinh tham dự. Nhưng mà nó rất là lắng, một cái khu có thể ở là cái khu gần rừng, cho nên gấu nó ra. Thì buổi sáng đó hai sư cô kể chuyện lại. Thì thầy nói may quá nó không có ăn thịt hai sư cô. Nếu nó ăn thịt hai sư cô rồi thì thầy chắc phải đi vào rừng thầy kiếm để thầy đòi trở lại. Thầy sẽ nói đệ tử tôi đâu trả lại đây. Rồi con gấu nó có thể nói bạch thầy con lỡ ăn rồi bây giờ làm sao. Rồi thầy sẽ nói bắt đền lại đây. Nói bây giờ tụi con bắt đền được nữa, bây giờ chúng con xin đi xuất gia thay cho hai sư cô. Rồi thầy sẽ nói nguy hiểm lắm, cho tụi bay tới xuất gia rồi tụi bay ăn thêm đệ tử của thầy nữa thì không có được. Vấn đề chưa giải quyết. Sư cô Đăng Nghiêm bây giờ đã trở về tổ đình rồi đó. Ngày xưa cũng là hướng dẫn viên du lịch, bây giờ trở thành sư cô, và không hướng dẫn du lịch nữa mà hướng dẫn thiền hành, rất là hay.